mở rộng vụ án lê tấn hùng khởi tố thêm hai đồng phạm bộ công an việt nam vừa bắt thêm ông vân trọng dũng cựu chủ tịch hội đồng thành viên của tổng công ty nông nghiệp sài gòn sagri và bà nguyễn thị thúy cựu kế toán trưởng sagri trước đó hai viên chức từng là lãnh đạo của sagri là ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sagri và nguyễn thành mỹ cựu phó phòng kế hoạch đầu tư của sagri đã tra tay vào còng SAGRI là một trong những doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn một cách tổng quát, những doanh nghiệp như SAGRI thuộc loại chỉ có ở Việt Nam, nhận công thổ, công thự, công quỹ để kinh doanh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, còn có những doanh nghiệp trực thuộc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng kinh doanh theo phương thức tương tự không rõ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy bao nhiêu tỷ từ công quỹ để giao cho S Agri, nhưng qua kết luận do thanh tra và kiểm toán công bố thì ít nhất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho S Agri 45 khu nhà và đất, tổng diện tích của 45 công thổ, công thự này lên tới 6.300 hecta. Trách nhiệm của S Agri chỉ là đem công thổ, công thự cho thuê kiếm tiền hoặc góp vào một doanh nghiệp liên doanh. Vậy mà S Agri liên tục thua lỗ, năm nào cũng lỗ, thậm chí lỗ nặng Năm 2017, lợi nhuận chỉ đạt 30% mức biểu kiến. Tại sao được giao hàng loạt đầu heo chỉ nấu cháo mà S Agri lại thua lỗ? Theo kết luận của thanh tra và kiểm toán đã xác định là do giới lãnh đạo của S Agri đã cố ý làm trái đủ thứ quy định về quản lý, sử dụng công sản, thậm chí táo tợ đến mức giám dựng lên 10 đợt tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để lấy 13,3 tỷ đồng mang hàng ngàn hecta công thổ, công thự gán cho thiên hạ với giá rẻ như cho mà chẳng thèm xin ai và đáng ngạc nhiên là chẳng ai nói gì. S Agri từng tồn tại như một lãnh địa độc lập với phần còn lại của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là lý do hệ thống bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không làm gì cả. Người ta tin rằng ông Lê Tấn Hùng có thể biến S Agri thành lãnh địa và điều hành SAGRI như một lãnh chúa vì ông ta là bảo đệ của đồng chí Lê Thành Hải, ủy viên Bộ Chính trị được phân công kiêm quản Thành phố Hồ Chí Minh như một tiểu vương. Thể chế Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa vốn có nhiều điểm khác với phần còn lại của nhân loại độc đảng, song đa nhóm. Các nhóm vừa đấm đá lẫn nhau, vừa thỏa hiệp để không làm vỡ bình, giúp đảng tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, nên ngay cả khi đồng chí Lê Thanh Hải đã thoái vị, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam cũng phải nhìn trước ngó sau. Trên thực tế, việc thu hồi lãnh địa SAG, giải nhiệm lãnh chúa là một tiến trình nhiều bước và từng bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì phỉ báng tiêu chí sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật khiển trách cảnh cáo hạ bậc lương cách chức và cuối cùng mới là khởi tố vụ án khởi tố lãnh chúa như một bị can rõ ràng sự kiện lãnh chúa vào tù khiến nhiều người hời lòng hời dạ đảng thiệt tình là tài tình khi tạo ra chuyện củi lửa hôm nay chọn nhân vật này làm củi ngày mai đốt nhân vật kia củi lửa khiến người ta quên bận tâm tại sao có tiểu vương có lãnh chúa thôi ngẫm nghĩ để xác định kẻ nào mới thực sự là chính phạm khi hết chục ngàn tỷ này đến trăm ngàn tỷ khác, theo nhau đội nón ra đi, kinh tế thì suy thoái, môi trường tan hoang, xã hội đảo điên, nhân tâm ly tán. Cùi lửa khiến người ta quên giáo việc truy ngăn, thậm chí có người cảm động vì công lý đã được thực thi. Những lời cầu xin nay đã được nghe, nên thỏ thẻ bày tỏ mới hồi tâm sẵn sàng, tin yêu trở lại. Bất kể tin yêu đến mức nào và lạc quan đến đâu cũng không thể trả lời. Làm sao để giảm nợ nần của quốc gia? Bao giờ quốc mới thái, dân mới an, xã hội Việt Nam thật sự công bằng, dân chủ và văn minh? Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại s -Agri, khởi tố ông Lê Tấn Hùng và các đồng phạm, thậm chí khi áp giải ông Hùng khỏi tư gia còn dùng bao vải chùm đầu ông Hùng để thêm đắc nhân tâm ủy ban kiểm tra của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam vừa công bố kết quả xem xét xử lý thêm một số đảng viên lần này lại có thêm một số đảng viên viên chức cao cấp như ông vũ văn ninh cựu phó thủ tướng nguyễn hồng trường cựu thứ trưởng giao thông vận tải bị đề nghị kỷ luật hoặc bị kỷ luật ở nhiều mức độ khác nhau như khiển trách các ông nguyễn nhật nguyễn ngọc đông cùng là thứ trưởng giao thông vận tải nguyễn ngọc huệ bí thư kiêm chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty hàng hải việt nam Cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Giao thông Vận tải, Phạm Viết Muôn, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Giống như lần trước, Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đề nghị kỷ luật hoặc kỷ luật hàng loạt sĩ quan công an, viên chức tư pháp cao cấp ở Đồng Nai như Hồ Văn Năm, viện trưởng Viện kiểm sát, Nguyễn Văn Khánh, thiếu tướng, cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Huỳnh Tiến Mạnh, đại tá giám đốc công an đồng nai trần thị ngọc thuận ngô minh đức lý quang dũng nguyễn văn kim nguyễn xuân kim cùng là đại tá phó giám đốc công an tỉnh đồng nai vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong hoạt động điều tra xử lý các vụ án vụ việc trong công tác quản lý sử dụng vũ khí đất đai tài chính tài sản và công tác cán bộ để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự. Việc xem xét đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật hoặc trực tiếp quyết định hình thức kỷ luật như thế có phải nghiêm hay không? Hình như là không. Tại sao hàng loạt sĩ quan công an, viên chức tư pháp cao cấp ở Đồng Nai bị đề nghị kỷ luật hoặc bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm để nhiều thuộc cấp bị xử lý hình sự? mà Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật khi Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị. Từ năm 2013 đến nay, tại sao các ủy viên Bộ Chính trị lại không ngăn chặn? Khi tương quan thế và lực thay đổi, việc công ty hợp thành thâu tóm cảng Quy Nhơn tập đoàn tnt thâu tóm cảng quảng ninh mới trở thành sai phạm nghiêm trọng nếu không chấp nhận các công ty tập đoàn tư nhân thâu tóm cảng biển tại sao ủy ban kiểm tra của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam không xem xét chuyện vingroup thâu tóm cảng nha trang bộ chính trị có chủ trương riêng với vingroup hay những viên chức có liên quan đến việc vingroup thâu tóm cảng nha trang đang ở thế thượng phong nên chuyện chuyển nhượng cảng nha trang cho vingroup không thuộc diện cần kiểm tra củi, lửa nhằm chỉnh đốn hay nhất tiễn hạ song điều, loại trừ đối thủ và an dân. Anh trai của Lê Tấn Hùng và đồng bọn sẽ dắt tay nhau vào lò. Tương lai của nhóm quan chức cao cấp ăn đất thủ thiêm đang trở nên mù mịt và nguy khốn hơn hẳn năm 2018. Vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn S. Agri Lê Tấn Hùng vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt cẩn cấp vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 vì ăn bẫm 13,3 tỷ đồng lại rất có thể dẫn đến ông anh ruột là bố già Lê Thanh Hải, từng một thời là chủ tịch và bí thư thành phố Hồ Chí Minh đầy tai tiếng và cả tội ác ngút trời vùng đất Thủ Thiêm. Có gì khác trong kết luận 2019 với 2018? Ít hôm trước khi em trai Lê Thanh Hải bị bắt, cơ quan thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về vụ khiếu tố khổng lồ ở Thủ Thiêm. Bản kết luận trên tuy chẳng thèm đả động gì đến việc bồi thường và trả lại đất cho hàng chục ngàn người dân bị cưỡng chế, giải tỏa theo kiểu luật rừng, tan nhà nát cửa và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ, cũng không trả lời được những câu hỏi như cơ sở nào kết luận 4,3 ha của phường Bình An nằm ngoài danh, 160 ha tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi những kẻ nào, tấm bản đồ gốc quy hoạch thủ thiêm biến đi đằng nào, vân vân nhưng lại khá chi tiết khi quy trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước. Về tầm vóc và chiều sâu, bản kết luận thanh tra lần này là sắc bén hơn nhiều so với bản kết luận kiểm tra cũng là của thanh tra chính phủ, được ban hành vào tháng 9 năm 2018, theo cung cách cho có và chẳng chết ai. Chi tiết đắt giá nhất liên quan đến chuyện sống chết là ngoài kết luận thanh tra thủ thiêm được công bố, thanh tra chính phủ còn có một văn bản không công khai đề cập đến những quan chức sai phạm thuộc diện quản lý của Ban Bí Thư và Bộ Chính trị. Văn bản này chắc chắn đã được thanh tra chính phủ gửi cùng kết luận thanh tra cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí Thư và Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Những cái tên nào có thể nằm trong văn bản không công khai ở trên? 2, 3, 6. Ở Sài Gòn, cái tên Lê Thanh Hải, bí danh là Hai Nhật, bị người dân và cả một số công chức gọi là Hải Heo, là một trong những kẻ bị dư luận xã hội căm ghét nhất và lên án nhiều nhất. Vào thời còn là chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch thủ thiêm, giải tỏa lố sang 160 ha đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho cư dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân thủ thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Tiếp đến là Nguyễn Văn Đua, tức Ba Đua cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sau khi từ phó chủ tịch thành phố trở thành phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh vào thời của lê thanh hải làm bí thư nguyễn văn đua đã nắm khối an ninh và nội chính và mau chóng trở thành một sát thủ đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở sài gòn nguyễn văn đua bị tố đã ký một quyết định về quy hoạch thủ thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả việc quyết định trước đó của thủ tướng chính phủ đặc biệt là tất thành cang tức sáu cang người được xem là đệ ruột của anh hai Lê Thành Hải bị người dân tố cáo là có công giúp Lê Thành Hải cướp đất thủ thiêm và đàn áp dã man dân oan nơi đây. Sau khi Lê Thành Hải về hưu, Tất Thành Cang trở thành phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh và lại dính đậm ở một vụ ăn đất khác, Cang là người đã chỉ đạo công ty Tân Thuận của thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép với giá bèo 32 hecta đất nhà bè cho tư nhân. Gần đây đã xuất hiện trên mạng xã hội một số bức ảnh được chụp từ cự ly gần về những lều đầy tớ quá đồ sộ và hoành tráng của Tất Thành Cang và Nguyễn Văn Đua hay cảnh Sáu Cang ăn nhậu với một số quan chức và báo chí cánh hầu ngay trong nhà khách thành ủy. Chỉ có người trong nội bộ đảng ta mới có thể chụp gần như vậy. Trong khi đó Lê Thanh Hải kín đáo tung tích hơn. Nhưng rất nhiều người dân và công chức ở Sài Gòn cho rằng đây mới là chuột cống với vô số nhà cửa và đất đai đã đóng góp được qua 15 năm làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy, nhiều tờ báo đã bắt đầu nêu đích danh trách nhiệm để Thành Hải trong vụ thủ thiêm. Ngoài ra còn phải kể đến cái tên Lê Hoàng Quân, tức Hai Quân, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là nhân vật có tiếng ngoan hiền dễ bảo và được anh Hai Nhật đặt vào cái ghế chủ tịch. Chưa kể đến có một số quan chức khác như hai cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đang nằm trong xà lim. Vũ Hùng Việt cũng là cựu phó chủ tịch thành phố được xem là hạ cánh an toàn.